Xin chào mọi người, em là An. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người cặp dao chặt lọc. Cặp dao này là dòng dao cán ốp, có đánh chống dính hoa văn một mặt. Đầu tiên là mẫu dao thái lọc ZLOCD. Và đây là mẫu dao chặt gà CG02. Em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.